rùa hải ao lòng được một chầu nè bắt thần giống vạt thì nếu không giống vạt vì nhà mua này mua nếu vật gì này vật thì lấy cho bé là tập lâu lúc sau là hôm nay nhà ít học cũng học cái cú cho nên tổ chức chúng chi thế cũng khó này nè thì này ít đồ dùng thôi cho ít đồ và để nó dùng nhiều chơi này thì lấy cho bé là tập lâu sau mà thì lo thế là lo gì xong đó bọn nó thế là đi học ba thế học quần trọng của nơi trọng thế nào vì hạt để mua nơi thế bây thế là mua cho cái lo gì thế là lúc bọn nó nè ấy cú lo cho nó thì hơn xong mà thế này hơn xong mà cái chuyện ta lên đó là ấy cú khi đó nơi hạt để cú luôn bây hoa chú mong về sản xuất nè cái toàn thế nào với lo cho bây một đầu lưỡi ở ao sông tận đây nó mà quý em vả cái chia sẻ thì còn đây là support của tí nhà đi pay support cho số tụ bát tham nhà ta cho lo rồi lúc còn họ nói pi bắt đầu xuống ao phá lo rồi nè ok cái nhà vì mua cho rong bát tham pay lúc còn họ vừa làm mong cái miêu đi nó thì nhóc tuần chơi số số xong là sẽ được tiền lo lo thì lấy rong nè để cố và để nó tháo vào trâu trâu cho và để nó committee lấy cho và bố nên số số tụ và ba nhà thầu nào rồi để bố nên cho để tạm thời nào là cũng sang cả nên số số phục vụ tế nhà được không để bố nên cho thank you rồi mình sẽ chúng ta